Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay nơi mà các bạn hay nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ở trong cuối tuần cho nên cũng không có nhiều tài liệu và tin tức Và các bạn thấy được thị trường cũng không có nhiều thay đổi nhưng mà cũng có một số đề tài tôi muốn chia sẻ với các bạn Một số đề tài này đã được đưa ra trong tuần nhưng mà tuần rồi chúng ta cũng khá bận với nhiều tài liệu được đưa ra từ đại hội consensus cho nên hôm nay thuận cũng nhân cơ hội này để mà chia sẻ một số tài liệu với các bạn và trước khi bắt đầu thì cũng như thường lệ các bạn những trung thích hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những tin mới nhất và hãy chia sẻ video này để các bạn khác kiếm được tài liệu này dễ dàng hơn thì trước khi bắt đầu thì ngày mai thuận sẽ trên đường đi công tác ở new york cho nên thuận sẽ rất là bận cả ngày và sẽ không có thời gian để mà làm video thuận hẹn các bạn ngày kế tiếp các bạn nhìn vào thị trường thì ngày hôm nay thực sự mà nói là phần đông một số đồng đã lên nhất là trong cái thấp 10 này các bạn đã thấy là lên nhưng mà không có đáng kể nhất là trong cái thấp 10 này các bạn đã thấy được là phần đông lên không tới 3% ngoại trừ đồng EOS thì bây giờ là lên 6,5% chúng ta thấy được là một đồng đã lên khá nhiều trong thời gian gần đây là đồng Binance bây giờ cũng đã đi xuống 10% thì đồng này hôm qua lên là chúng ta đã biết được cái tin mà sàn Binance đưa ra là những người nào mà giữ số lượng là 500 đồng Binance ở trong tài khoản của họ Thì khi mà họ giới thiệu người lên sàn Thì cái quê hồng Khi mà người đó giao dịch Họ sẽ được hưởng gấp đôi Và đó cũng là một trong lý do tại sao mà dẫn tới cái sự tăng trưởng của đồng Binance ngày hôm qua Ngày hôm qua đã lên là hơn 20% Và hôm nay chúng ta thấy là đã đi cho xuống 10% hiện bây giờ Chúng ta nhìn vào vốn hóa thị trường thì bây giờ là 377 tỷ Thì không có gì khác biệt so với ngày hôm qua cái phần trăm của đồng Bitcoin thì cũng tương tự như ngày hôm qua là 37 phần trăm hiện bây giờ chúng ta nhìn vào biểu đồ thì đây là biểu đồ của đồng Bitcoin trên sàn Coinbase một con nến một ngày thì thực sự mới nói là hôm qua tới giờ không có nhiều thay đổi cho bạn đã thấy được là hiện bây giờ giữ giá là 8.260 nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nến giờ thì bạn đã thấy được là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì phạm vi giao dịch khá hẹp chúng ta thấy là khoảng chừng là từ 8.200 đô đẩy lên cho đến cái giá là 8.400 đô và bây giờ đang bị đẩy cho xuống là 8.260 trong lúc mình thường làm video này chúng ta thấy được là hiện giờ thị trường không có nhiều thay đổi và những cái vùng mà hỗ trợ và cái tường cản trở thì cũng tương tự như là trong vòng 23 ngày vừa qua nghĩa là cái vùng hỗ trợ kế tiếp là khoảng 7 tới 7 và cái tường cản trở là khoảng 8.000 8 8.900 ,800, hiện bây giờ thì những mà nào mà muốn chi tiết hơn thì hai ngày trước đây Thuận đã nói khá nhiều chi tiết liên quan tới biểu đồ này Thì Thuận sẽ để cái link của cái video đó ở phía cuối của cái video này để các bạn có thể bấm vào để xem video đó Thì một số bạn đã hỏi Thuận về cảm nghĩ của Thuận liên quan tới đại hội consensus Thì theo như của Thuận là họ có thành công hay là không Thì Thuận sẽ chia sẻ với các bạn là tùy theo góc độ các bạn nhìn vào đại hội này Nếu như các bạn là một nhà đầu tư các bạn hy vọng là sau đại hội này thì giá cả sẽ tăng thì đối với các bạn thì đây có thể là một cái thất bại tại vì các bạn đã thấy được là đại hội đã diễn ra nhưng mà giá cả cũng không có tăng mà lại đi xuống một phần nhưng mà nhìn vào một khía cạnh khác nếu như các bạn nhìn vào là đại hội này là có thể dẫn dắt những công ty lớn những ngân hàng lớn đi vào cái thị trường này hay là có thể giải thích để cho những người mà liên quan tới pháp lý hiểu rõ hơn về thị trường này thì khá thành công các bạn đã thấy được là đại hội này năm nay đã hơn 8.000 người con số là gấp đôi năm vừa rồi các bạn cũng đã thấy và cho thấy được là thị trường hiện bây giờ là có rất nhiều người rất là có hứng thú với thị trường này và nhất là những người có tiền những người mà đi dự đại hội này là phần đông là những người rất có cái sự mà ảnh hưởng trong công ty của họ và những công ty lớn những ngân hàng lớn cũng đã đi tham gia và đại hội này cũng đưa ra rất là nhiều thông báo và thường cảm thấy là thông báo lớn nhất là những thông báo như là sàn coinbase đã đưa ra thông báo đại hội này là họ sẽ có những cái sản phẩm dành riêng cho những nhà đầu tư lớn những công ty lớn để có thể là giúp đỡ họ đi vào thị trường này bằng cách là bảo quản cái tiền kỹ số cho họ hay là giúp họ mua bán dễ dàng hơn thì đây là gây dựng một cái nền tảng để thị trường này có thể phát triển mạnh hơn và lâu dài hơn thì nếu chúng ta nhìn vào cái cái góc cạnh mà gây dựng cái thị trường này thì đại hội này rất thành công tại vì có rất nhiều tin tức tốt được đưa ra tuy nhiên đối với cái việc mà tăng giá thì chúng ta thấy là điều đó đã không xảy ra thì đối với thuận thì thuận cảm thấy đại hội này là rất thành công Tuy nhiên chúng ta không có thấy giá cả tăng lên hiện bây giờ. Nhưng mà thường thấy là đây là những điều mà rất cần thiết, chúng ta phải cần những công ty lớn đi vào thị trường này, chúng ta phải cần có pháp lý rõ ràng hơn để mà bắt đầu có một sự tăng trưởng lâu dài và mạnh hơn. Thì thường cảm thấy là có thể là những tin tức này hiện bây giờ chưa có phản ảnh hay là chưa có thấy được là giá cả đã phản phản ứng theo cái tin tức tốt. Nhưng mà thường thấy là sau này trong thời gian vài tháng tới đây thì những tin tức này là từ từ sẽ bắt đầu triển khai, những dự án này sẽ bắt đầu triển khai Và lúc đó chúng ta mới có thể thấy được là thị trường có sự tăng trưởng Đó là cái sự mình tin tưởng cá nhân của Thuận Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư Chúng ta nói về một số tài liệu à, hôm nay Chúng ta sẽ nói là liên quan tới Bitcoin Cash Thì những bài nào mà không rành thì khoảng chừng là 5 ngày trước đây Thì Bitcoin Cash đã nâng cấp và cái mà họ nâng cấp là có ba cái chức năng mới là họ đã đưa vào thì thường sẽ giải cho các bạn biết là thứ nhất là cái block size của họ nghĩa là cái nơi mà họ có thể dự trữ dữ liệu cái khối lượng dữ liệu đó đã được tăng từ 8 MB lên tới 32 MB thì đây là cái chỗ mà các bạn có thể là lưu trữ những dữ liệu liên quan tới giao dịch thì đương nhiên là các bạn càng có nhiều chỗ để mà lưu trữ thì cái khối lượng lưu trữ càng lớn thì các bạn có thể là để được nhiều giao dịch hơn So với uh, những đồng khác mà có cái dữ liệu dư trữ ít hơn thì đây đã là một trong những cái mà đã được kích hoạt ở trong cái cập nhật này kế tiếp nữa là họ nói tới là họ đã đưa ra họ đã mở lại trước đây là cái này cũng đã có nhưng mà họ đã mở lại để mà có thể là lưu trữ dữ liệu không phải liên quan tới là giao dịch ở trong mạng lưới của bitcoin khác thì trước đây cái này họ gọi là up return thì up return này là một nơi mà các bạn có thể là lưu trữ những cái dữ liệu mà không phải liên quan tới là giao dịch khi mà các bạn gửi hay là nhận Bitcoin Cash thì cái phần này trước đây đã có ở trong Bitcoin trước đây nhưng mà tại vì lúc đó là mạng lưới vẫn còn quá ít và không có đủ mạnh cho nên cái phần này đã bị tắt đi tại vì lúc đó là những người mà lập trình cho Bitcoin họ sợ đây là một cái góc cạnh có thể bị tấn công cho nên họ đã bỏ cái phần này và hôm nay thì chúng ta đã biết là bitcoin cash đã mở lại cái phần này để chúng ta có thể lưu trữ những cái dữ liệu. kế đó nữa là liên quan tới là họ đã để thêm những cái cách mà lập trình ở trong mạng lưới của họ hay chúng ta có thể gọi là cái upcodes thì upcode này là một cách mà chúng ta có thể làm những cái phần mềm hay là lập trình ở trên mạng lưới của bitcoin cash thì cái phần này cũng như là những phần khác trước đây đã bị tắt đi Tại vì lúc đó là những người mà lập trình trên Bitcoin họ nghĩ là đây cũng là một góc cạnh có thể bị tấn công được Cho nên họ đã bỏ đi Và bây giờ là Bitcoin Cash đã mở trở lại cái phần này để có thể là lập trình Những cái lập trình mà sử dụng Nó gọi là script Các bạn có thể sử dụng cái script này để mà viết Những cái lập trình để mà tính toán chẳng hạn Thì đây cũng là một cách mà có thể là phát triển Bitcoin Cash sau này Thì Một số tin tức đưa ra là khi mà họ cập nhật là cái cập nhật này là không có được nhiều người nói tới và đối với Bitcoin Cash là khá thành công tại vì đã cập nhật thành công nhưng mà một số người chỉ trích thì bây giờ là có khoảng 16 tới 17 17 phần trăm của những cái nô no, những cái người mà giữ cái máy chủ của Bitcoin Cash là chưa có nâng cấp lên cái phần mềm mới này và đây nhiều người chỉ trích đây cho thấy là cái cập nhật này đã không được quan tâm tới nhưng mà Bitcoin Cash lại nói là 16 17 phần trăm này có thể là những người giữ cái máy chủ đó họ đã không có sử dụng lâu rồi cho nên cũng không thể nào mà tính đây là một cách mà những người này không quan tâm tới nhưng mà một bên thì đã nói là nếu như mà Bitcoin có hard fork có upgrade nghĩa là cập nhật mà 16 17 phần trăm của các nô no mà không có cập nhật mới thì đó là một chuyện vô cùng to lớn đối với Bitcoin nhưng mà đối với Bitcoin Cash là họ lại không quan tâm tới và Bitcoin Cash cũng đã nói là Điều này họ không quan tâm tới tại vì Thuận cũng đã nói với các bạn là họ tin là 16,7% này có thể là những cái người chủ của cái máy nô đó đã không còn hoạt động nữa. Và kế này nữa là họ nói là tuy là 16,7% của những cái máy nô chưa có cập nhật nhưng mà những người thời đào đã hoàn toàn cập nhật và ủng hộ cái phối này cho nên đã thành công. Thì đây là những điều mà đã được đưa ra trong vòng 2-3 ngày vừa qua. Thì đối với Thuận, một số điều mà Thuận muốn cho các bạn hiểu được là Bitcoin Cash là liên tục để mà nâng cấp cái khối lượng của họ là từ 1 mê lên 8 mê, bây giờ 8 mê lên 32 mê thì đương nhiên là có thể dự trữ được nhiều tài liệu nhưng mà cái điều mà chỉ trích ở đây là liên quan tới là nếu như cứ nâng cấp liên tục như vậy thì sau này cái người mà có thể giữ được nguyên cái sổ cái có nghĩa là tất cả giao dịch đã giữ lại thì cái lúc đó cái khối lượng đó là càng càng lớn lên và những người bình thường sẽ khó để mà lưu trữ sổ cái tại vì cái cái nơi mà họ cần phải dự trữ thì cái khối lượng nó phải rất là lớn và họ phải tốn rất nhiều tiền để mà có thể lưu trữ hết tất cả những giao dịch này cho nên càng ngày sẽ xảy ra cái việc là càng tập trung hơn nghĩa là có chỉ có những công ty lớn mới có thể đủ khả năng để mà dự trữ những cái giao dịch ở Bitcoin Cash sau này một điều nữa là thông cảm thấy là Bitcoin Cash là họ chủ yếu là nói là Bitcoin Cash là đi theo cái tiêu chỉ trước đây của Bitcoin có nghĩa là Bitcoin là dùng để mà giao dịch cho nên họ gọi là Bitcoin Cash chuyên về giao dịch không giống như Bitcoin hiện bây giờ nhiều người coi như là một tài sản như là một vàng điện tử không phải là dùng để giao dịch nữa nhưng mà dùng để mà lưu trữ tài sản sau này thì Bitcoin Cash họ nói tiêu chí của họ là dùng để mà giao dịch và họ phải có cách để mà giao dịch lạ hơn nhưng mà vấn đề đây là cái cập nhật này đương nhiên là họ đưa ra thêm hai phần là họ đã mở lại cái up return để các bạn có thể lưu trữ những dữ liệu mà không phải liên quan tới là giao dịch và họ cũng đã mở lại cái phần mà cập nhật script có nghĩa là cập nhật lập trình trên mạng lưới của Bitcoin Cash thì hai phần này thực sự nói là không liên quan tới giao dịch và nhiều người đã nói là nếu như mà họ cứ nâng cấp những cái mà điều mà có thể làm được ở trên mạng lưới của họ mà không liên quan tới giao dịch thì càng ngày cái tiêu diệt của Bitcoin Cash lại càng bị phai mờ tại vì người ta có thể sử dụng mạng lưới của Bitcoin Cash để mà làm những chuyện khác như là làm những lập trình chứ không phải là dùng để giao dịch nữa và càng ngày cái tiêu chí của họ là sẽ càng bị phai mờ đi thì đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì các bạn hãy comment phía dưới để các bạn thấy được Là các bạn nghĩ sao về vấn đề này Và một điều nữa là Nhiều bạn đã hỏi Thuận thì tại sao mà những đồng khác Giống như là những đồng như Stellar Hay là Ethereum hay là Bitcoin Giống như chúng ta đã biết là Bitcoin đã đi vào một cái hướng khác Có nghĩa là họ không có nâng cấp cái khối lượng Của một block lên mà họ đã mở một cái gọi là Lightning Network Nằm phía trên mạng lưới của họ và những cái như là Ethereum thì họ không có nâng cái khối lượng một lóc lên Mà họ dùng những cái như là Sharding sau này để mà giải quyết giao dịch lạ hơn Thì lý do tại sao là họ không dùng như Bitcoin Cash Và nâng, nâng cấp cái khối lượng lên Không phải là đơn giản hơn nhiều Thì đây là những cách suy nghĩ khác nhau Cái vấn đề đây là nếu các bạn muốn mọi người sử dụng mạng lưới các bạn Thì các bạn phải phải giao dịch được khá nhiều trong một giây Cho nên đây là một cách nhưng mà đây không phải là cách duy nhất đây cho, các bạn đây là giả sử như là các bạn gặp trường hợp là bị kẹt xe đi thì nếu như các bạn muốn mà giải quyết vấn đề kẹt xe này một cách là các bạn có thể là tạo thêm những cái len để người ta chạy xe hơn mở rộng đường ra để cho đường lớn hơn và có thể nhiều xe chạy hơn đó là cách thứ cái thứ nhất thứ nhì là các bạn có thể là tạo đường nhiều tầng để có thể là tránh cái việc kẹt xe này đó cũng một cách và cách khác nữa các bạn còn là có thể là thay đổi cái luật giao thông để có thể là tránh kẹt xe cho nên cùng một cùng một cái vấn đề là kẹt xe các bạn có thể là giải quyết bằng nhiều cách thì cũng tương tự là cùng một vấn đề là cái mạng lưới không có giải quyết được nhiều giao dịch các bạn có thể giải quyết là nâng cấp cái lóc lên đó là một cách hay là tạo những cái mạng lưới như là Lightning Network thì mạng lưới Lightning Network thì cũng giống như các bạn xây cái đường cao tốc nhiều tầng, tại vì cái mạng lưới nó network là không nằm trên mạng lưới chính của lightning mà nằm ở trên cái mạng lưới nằm phía trên mạng lưới đó và chỉ khi nào kết nối với mạng lưới chính thức khi nào cần thiết đó là điều mà các bạn cần biết thì đây là những cách mà giải quyết khác nhau thì đương nhiên là chúng ta thấy là Bitcoin Cash đã cập nhật nhưng mà thật sự mà nói là vấn đề này là không được đề cập tới nhiều và thường cũng muốn dành thời gian này để giải thích cho bạn hiểu rõ hơn về cái hard fork của Bitcoin Cash thì chúng ta hãy nói về một số tài liệu khác à, liên quan tới là những cái công ty lớn đi vào thị trường này thì một bài viết được đưa ra ngày hôm nay là họ nói là cái công ty mà đứng sau lưng à, để mà đầu tư vào những công ty khởi nghiệp về mặt công nghệ đó, đó chính là công ty Lightspeed thì công ty này là đứng sau lưng cái ứng dụng Snap á nếu như mà các bạn nào mà không rành thì những công ty này là chuyên về đầu tư vào những công ty khởi nghiệp liên quan tới công nghệ và càng ngày thì họ càng hứng thú với lại tiền kỹ thuật số. thì tại sao? tại vì một số phần đông những cái dự án liên quan tới tiền kỹ thuật số là chủ yếu là liên quan tới công nghệ và đây khi các bạn đầu tư vào ICO, khi các bạn đầu tư vào những cái dự án giống như các bạn đầu tư vào EOS hay là đầu tư vào Ethereum, thực chất là các bạn đang đầu tư vào những công ty khởi nghiệp công nghệ. cho nên đối với họ là cũng giống như nhau và họ thích tiền kỹ thuật số hơn là đầu tư vào những những cái công ty khởi nghiệp công nghệ bình thường. Thì lý do là rất đơn giản tại vì khi các bạn đầu tư vào một công ty khởi nghiệp Thì các bạn chỉ có thể nào là lấy tiền lại hay là lấy lời khi mà các bạn nhận được lời từ công ty đó Hay là các bạn bán lại cổ phần của công ty đó cho một người khác nhưng mà là sẽ khó khăn hơn Khi mà các bạn mua tiền kỹ thuật số hay là mua ICO thì các bạn có thể bán khi mà ICO lên sàn Hay là các bạn có thể là bán đồng của các bạn ở trên sàn giao dịch thì đơn giản hơn nhiều cho nên đối với họ thì càng ngày những cái quỹ đầu tư mạo hiểm họ lại càng hứng thú hơn về thị trường này và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn kế đó nữa là cái người mà đồng sáng lập ra công ty Apple Steve Wozniak thì Steve Wozniak đã phát biểu trong vòng vài ngày gần đây các bạn cũng đã biết được là ở một hội nghị ông ta đã phát biểu là liên quan tới là hôm qua thằng cũng đã nói tới là ông ta nghĩ là tiền kỹ thuật số và Bitcoin trong vòng 10 năm thì sẽ có được cái sự thành công mà mọi người đang suy nghĩ tới và trước đó nữa ông ta cũng đã so sánh tiền kỹ thuật số như là Bitcoin là tốt hơn cả vàng Tại vì tiền kỹ thuật số là dựa theo toán học Và có cái số ấn định là giả sử như Bitcoin là 21 triệu tổng cộng nhưng mà so với vàng thì chúng ta không biết được là trên thế giới này có bao nhiêu vàng Cho nên đối với Steve Wozniak thì Bitcoin là tốt hơn vàng và tốt hơn tiền đô la Và hôm nay cũng tương tự Ở cùng một đại hội ông ta cũng đã nói là hiện bây giờ là ông ta rất có hứng thú với đồng Ethereum và đồng tiền đó với ông ta là một nền tảng mà có rất nhiều tiềm năng và có thể so sánh như là công ty apple trước đây và cái sự ảnh hưởng của đầu tư sau này cũng sẽ tương đương với công ty apple thì đương nhiên là đây là một điều rất là tốt liên quan tới tiền kỹ thuật số một điều mà các bạn cần biết là steve wozniak là một người đã ủng hộ tiền kỹ thuật số trong thời gian khá lâu nhưng mà nhiều tin tức đưa ra là steve wozniak không có sử dụng hay là họ hay là ông ta không có lưu trữ nhiều tiền kỹ thuật số Hiện bây giờ là ông ta nói là ông ta dự trữ chỉ có một đồng Bitcoin và hai đồng Ethereum Chủ yếu là để sử dụng để mà giao dịch Để ông ta hiểu rõ hơn về cái cách mà hoạt động của những cái đồng này Nhưng mà ông ta không phải là một người mà lưu trữ nhiều đồng kỹ thuật số hiện bây giờ Và trước đây thì chúng ta cũng đã nhận được tin là Steve Wozniak đã bán đi một số đồng Bitcoin là bán đi khoảng chừng là 70.000 đồng Bitcoin Trước đây ông ta cũng không có nhiều đồng Bitcoin Nhưng mà điều này đã được đăng lên tại vì khi ông ta bán người mà mua lại sử dụng thẻ tín dụng nhưng mà sau khi mà ông ta gửi đồng Bitcoin thì người ta lại không có trả tiền thông qua thẻ tín dụng và khi mà Steve Boss đi khiếu nại với công ty thẻ thẻ tín dụng thì cái thẻ đó là bị ăn cắp cho nên ông ta đã bị mất tiền và điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay liên quan tới vấn đề này là hiện bây giờ là có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng như là Steve Wozniak hay là những người mà rất hiểu về công nghệ rất là có hứng thú với tiền kỹ thuật số và liên tục để mà nói tốt về tiền kỹ thuật số nhưng mà cái mà chúng ta cần là không phải là nói miệng tại vì nếu như mà Steve Wozniak muốn thật sự giúp đỡ thị trường này thì ông ta không chỉ là nói xuông miệng mà cũng phải đầu tư vào thị trường này ông ta phải dùng cái sức ảnh hưởng của ông ta để mà thúc đẩy tiền kỹ thuật số dùng cái sự quan hệ của ông ta để mà thúc đẩy sự phát triển vào những công ty vào những ngành và những sàn giao dịch chẳng hạn Chứ nếu như mà chúng ta chỉ ngồi đây mà nghĩ là tốt nhưng mà không làm gì hết thì cứ để cho thị trường tự giải quyết thì thực sự mình nói là kết quả sẽ nhiều khi không như chúng ta mong muốn. Đó là lý do tại sao mà thường hay nói với các bạn là điều mà chúng ta rất cần là những công ty lớn, nhất là những quỹ đầu tư mạo hiểm, những ngân hàng, những công ty đó họ mới là đi vào thị trường này, họ mới bỏ tiền ra để mà mua đồng, để mà làm lập trình hay là họ mới bỏ tiền ra để mà gây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển lâu dài những người như Steve Walsh này đương nhiên là đây là một điều rất tốt làm ta nói tốt về tiền kỹ thuật số và một số người khác cũng vậy nhưng mà thực sự đây không phải là những nhà đầu tư cho nên cái sức ảnh hưởng thực sự mà nói là trên thị trường không có phản ảnh cái sức ảnh hưởng này nhiều cho nên đó là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì hôm nay thường tạm ngừng video ở đây thường sẽ gặp lại các bạn trong vòng 2 ngày nữa tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với thuận capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới của video này tạm biệt các bạn